chiều nay gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc, giọt nước mắt anh làm sao ngăn được. Em bây giờ như xa một tầm tay, em bây giờ như xa một tầm tay, biết nói gì khi tình đã nhạt phai. Tháng 12 trời còn mưa muộn, anh bâng khuâng đứng lặng ở cuối có điều gì để trách cứ nhau khi trái tim không cùng suy nghĩ, đốt làm chi những tờ thư cũ, xóa được không kỷ niệm mênh mông. Rồi mai này tình yêu ấy còn chút gì lãng mạn để gửi về người con gái yêu anh, để gửi về người con gái yêu anh. Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc, giọt nước mắt anh làm sao ngăn được. Em bây giờ như xa một tầm tay, em bây giờ như xa một tầm tay, biết nói gì khi tình đã nhạt phai. Tháng 12 trời còn mưa muộn, anh bâng khuâng đứng lặng ở cuối trời. Chiều nay gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc, giọt nước mắt anh làm sao ngăn được. Em bây giờ như xa một tầm tay, em bây giờ như xa một tầm tay, biết nói gì khi tình đã nhạt phai. Tháng 12 trời còn mưa muộn, anh bâng khuâng đứng lặng ở cuối trời. Chẳng có điều gì để trách cứ nhau khi trái tim không cùng suy nghĩ, đốt làm chi những tờ thư cũ, có được không kỷ niệm mênh mông. Rồi mai này anh sẽ yêu ai, tình yêu ấy nghìn lần không đơn giản, tình yêu ấy còn chút gì lãng mạn để gửi về người con gái yêu anh, để gửi về người con gái yêu anh, để gửi về người con gái yêu anh, để gửi về người con gái yêu anh.